Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trưa 16 tháng 2, đại diện đồn biên phòng Hướng Lập, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ ô tô con lao xuống vực sâu 20m ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, theo đó, nạn nhân là ông DDH sinh năm 1974, quê Nghệ An, một mình lái xe lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hướng Quảng Bình, Quảng Trị. Khi đến đoạn đường qua xã hướng lập hướng hóa thì xảy ra tai nạn. Ông H cũng là giám đốc công ty cổ phần đầu tư SH, có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện ông H đã được đưa ra Hà Nội để kiểm tra sức khỏe và xác định ban đầu ổn định. Gia đình ông H cũng liên hệ công ty bảo hiểm và tự khắc phục hậu quả của ô tô trong vụ tai nạn. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 16 tháng 2, đồn biên phòng hướng lập nhận được tin báo của người dân trên địa bàn về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thôn Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Mặc dù vị trí chiếc xe gặp nạn cách trụ sở đồn biên phòng hướng lập khoảng 15 km, nhưng đơn vị nhanh chóng phối hợp công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Theo đó, xe ô tô hiệu Ford màu trắng 7 chỗ biển kiểm soát 30K 10496 bị rơi xuống vực sâu, phương tiện bị hư hỏng nặng. Qua xác minh thông tin ban đầu, xe ô tô này lưu thông từ hướng Quảng Bình và Quảng Trị, trên trục đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, khi đến km 164,300, thuộc Thôn Cợp, xã Hướng Lập, thì bị mất lái, lao xuống Ta Luy bên phải, khoảng hơn 20 m Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, người trên xe được người dân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu lực lượng chức năng xác định chỉ có một nạn nhân trong vụ ô tô con lao xuống vực sâu 20 mét ở huyện biên giới Quảng Trị. Hiện đồn biên phòng hướng lập vẫn đang phối hợp với công an xã hướng lập bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.